Nesger Can canxi hữu cơ nhập khẩu từ Úc. Canxi cho mẹ khỏe bé cao. Hồng Vân và Quốc Hưng xin chào mừng quý vị đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Là bạn em vô tình thấy anh Khải này chở em đi về, thì mới đi ngang qua. Thì hôm sau bạn nói là ê, hôm qua tao thấy ba mày chở mày về á, công nhận ba mày đẹp trai ghê luôn. Tính quá vậy. Thứ nhất là hay quên, đã đi trễ đưa con đi học trễ rồi, em hỏi là cái thẻ để, tại vì vô trường á phải có cái thẻ phụ huynh mới đi vô được, đưa lên được. Hỏi là em ơi cái thẻ này ở dưới xe phải không? Em nói có, dạ có. Nhưng mà khi mà xuống xe xong đi á, gần nửa đường hỏi thì nó là ủa thẻ đâu em, cái nó em kiếm lại để coi, để trên nhà không có đưa cho em à, nên là tại cái chuyện đó mình bức xúc lắm, mình tức. Etheric dòng trẻ hóa và tăng sinh tế bào, giải quyết ba vấn đề cho da lão hóa. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì hai chị em chúng tôi xin mời quý vị, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện hôn nhân của cặp vợ chồng đầu tiên xuất hiện ở tại nơi đây. Mời quý vị dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng này. Chào em. Xin chào hai vợ chào chồng chị. Dạ. Xin mời anh chị giới thiệu về mình. Em tên là Đỗ Quang Khải, hiện đang là giám đốc chuyên môn của Bệnh viện Thẩm mỹ Nam An. Đây là một cái bệnh viện mà coi như là một đứa con tinh thần của hai vợ chồng cùng xây dựng từ lúc mới cưới đến giờ. Bác sĩ Khải năm nay làm bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay em sinh năm 86, 37. Tuổi. 37 tuổi rồi. Dạ. Thế em đó. Dạ, em chào chị, em chào anh. Em tên là Nguyễn Thị Như Lan. Năm nay em 28 tuổi. Và em cùng chồng là thành lập bệnh viện, nên là em cũng là giám đốc điều hành tại bệnh viện. Đồng thời thì hai vợ chồng em là đã có ba em bé rồi. Trời ơi, vậy luôn á. Dạ, em bé gần nhất của em là mới được 2 tháng tuổi. Trời ơi, mà tướng nhon quá trời luôn. Thì trời ơi, bác sĩ ta ngồi đây mà. Rồi bây giờ em đoán đi là họ gặp nhau như thế nào? Trời ơi, đơn giản thôi. Có nghĩa là trước đây là bác sĩ Khải coi như là có một cái cô bé đến để mà tư vấn, để mà làm đẹp. Thế là bác sĩ này ông thấy xinh quá rồi, ông cua luôn và ông làm không tốn tiền. Nghe chị đoán nè. Đoán đi. Hai bạn này chắc là thanh mai trúc mã. Ba của bạn vợ á là cũng chuyên ngành, cũng trong một ngành. Rồi xong ví dụ như là bạn này á là học trò của ba bạn vợ. Ba của bạn này thấy bạn này thứ nhất là đẹp trai, thứ hai là thông minh, ngoan ngoãn, giỏi giang đó. Giỏi giang, thế là mới chấm ở trong lòng chấm là thằng bé này maybe có thể là. Chị đoán vậy đúng không? Đúng rồi, có thể là chồng của con mình. Đúng không? Thế là các bạn đã thành duyên với nhau. Bây giờ hỏi bác sĩ đi. Dạ. Như bên nào đoán trúng nè? Dạ, chị Hồng Vân đoán nhưng cũng gần chính xác, nhưng mà nó sẽ đảo ngược lại. Tại vì ba của em là thầy của bạn này. Tại vì hai đứa cách nhau tới 9 tuổi lận. Tại vì thường giống như bác sĩ thì sẽ muốn cũng như có con trai hay con rể thì cũng sẽ theo ngành. Nhưng mà thật ra thì gia đình em hồi đó là gia đình buôn bán lao động, chứ cũng không có ngành y hay là cái gì hết. Ba mẹ em thì nói chung là ngày xưa đã cực khổ rồi á, nên hay kiểu la mình á, hay nói là không học thì sau này không có làm được cái gì hết. Rồi xong học thì sau này thế này thế kia, nên là có chung cũng sợ lắm. Và hồi đó học lớp 9 thì nghe là ba của chồng em bây giờ á là thầy á, là giáo viên dạy chuyên để em thi vào các cái trường chuyên. Thì đến học thì ba với mẹ bây giờ, ba mẹ chồng của em á, thì lúc nào cũng khen ca ngợi về con trai của mình hết. Bảo là con trai tôi là học bác sĩ rồi, đang đậu trường chuyên học rồi. Vậy đó, nói chung ca ngợi để cho tụi em phải noi theo. Đấu. Dạ đúng là rồi. Là thầy phải tìm một tấm gương sống sáng để cho các em soi. Không đâu xa cả, ở trong nhà này luôn. Ở trong nhà này luôn, đi lên đi xuống. Tại vì hồi đó là còn học thêm tại nhà chị. Dạ, học thêm nhưng tại mà nhà là lúc thầy giới thiệu đến khi nào thì em mới gặp con dạ không, ngày nào cũng gặp hết. Tại anh cứ đi lên đi xuống vậy mà mặc mỗi cái quần xà lỏn. Lặng qua lặng lại là đĩa mấy cô học trò của ba mình đúng không? Tụi em lúc đó như con nít vậy. Mình đi qua đi lại mình cũng để ý là có những cái cô lớp 9 này, cô cũng dễ thương xinh xắn. Nhưng mà để ý cô này không? Thì cổ là một người tương đối là nổi bật. Đi học á là em hơi kiểu hơi quậy. Ví dụ đi học là mặc quần ngắn hoặc là hay đi trễ rồi. Kiểu như trong lớp là cũng
Nói chung cũng được mấy bạn kia chú ý, mấy bạn nam thích đó, nên là em không biết có để ý không thì em không biết, nhưng mà em thì có để ý. Có, tại vì thầy nói hoài à. Nhưng mà đến bao lâu thì tụi em chính thức là đi lên, để ý và yêu nhau? À, phải đến khi là em học xong, em thi xong rồi, em thi đậu rồi, thì lúc đó em mới gọi là có mặt mũi để quay lại thăm thầy cô. Thì lúc đó em đến thì em gặp anh nhà của em, thì ảnh đi ra. Thì sau đó em mới hỏi mấy bạn để em xin cái Yahoo á chị, hồi đó là thời mà còn xin Yahoo á anh, thì em xin nick Yahoo để em chat. Cái khoảng thời gian đó là em thi tốt nghiệp nên là em không có quen ai hết. Nhưng mà thì em thấy cô học trò lớp 9 cô nhắn tin tới giật mình. Hồi đó là em nhắn tin á, là mấy bạn trong lớp á hay gọi là anh Khải nhưng mà thần tượng idol. Thì em mới cũng idol thiệt, là mình cũng muốn học trường chuyên, mình cũng muốn giống vậy, thì mình mới nhắn tin, mà hồi đó tiếng Anh của em hơi dốt. Chứ em định nhắn á là anh là thần tượng của em, thì lẽ ra em phải nhắn là you are my idol đúng không? Thì em lại nhắn là I'm your idol. Em là thần tượng của anh. Xong rồi vì cái đó nên anh mới trả lời anh kêu ủa gì vậy em. Nhưng mà lúc nào thì hai đứa bắt đầu mới có cái tình yêu trai gái thực sự? Lúc đó là em xài điện thoại, nhưng mà kiểu như là không có điện thoại, phải mượn điện thoại của anh trai á để bỏ cái sim của mình vào. Lúc đó em chỉ có cái sim thôi chứ không có điện thoại. Để nhắn thì em mới xin số được rồi, thì em mới nhắn tin cho ảnh. Em cũng thích rồi, nhưng mà nếu như mà cái người đó không có thích mình á, hoặc là người ta không có gì hết với mình á, thì thôi em sẽ không nhắn nữa. Nên là em bỏ cái sim vào, em nhắn tin được một ngày. Xong mà thầy có trả lời không? Anh có trả lời được vài tin. Cả ngày luôn. Dạ đúng rồi, xong rồi em tắt. Xong rồi em rút sim ra thì em tắt luôn, để coi vài ngày sau có trả lời lại hay không. Ở trong suốt mấy ngày. Bà chơi chiêu đó. Mới lớp 9, lớp 10 gì đó. Dễ sợ chưa? Không. Em mới bỏ sim vào là em thấy lại tin nhắn là My beautiful angel gì đó. Giống như là giống như là em sao rồi, sao dạo này không mấy hôm nay không thấy. Không, thật ra thì lúc đó em trả lời là tại vì điện thoại em hết tiền. Em không sĩ diện á, đúng rồi chị, thì em mới bảo là em hết tiền, em đợi tới ngày khuyến mãi gấp đôi nạp cạc thì em mới nạp vào để em nhắn. Vừa nhắn xong 5 phút là em thấy điện thoại của em có tiền vào, có 50.000 rồi đó. Nạp 50.000 vào là ảnh nạp vô cho em. Cái giai đoạn đó có khi nào bị phụ huynh bắt gặp không? Tại vì ảnh hồi xưa ảnh quen em á, là giống như ảnh chăm như là chăm con vậy á. Dạ, sáng ảnh đưa em đi học, rồi chiều ảnh đưa em về. Tại vì hồi đó em đi học rất là xa. Nhà em ở dưới khu công nghiệp Bông Trang á. Anh Thuận biết chỗ đó không? Biết ở Bình Chánh. Ở Bình Chánh. Nhưng mà em đi học là em học ở quận nhất Vincom Đồng Khởi á. Trời sao xa như vậy? Dạ, thì một lần em đi là 45-50 phút. Học gì? Học trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Trường chuyên Trần Đại Nghĩa thì đúng rồi, gần Vincom. Dạ, đối diện Vincom. Dạ. Thì em đi từ đó đi lên đó học thì anh thấy tội quá, thì em nói thôi để anh chở em đi. Thì em mới hẹn ở một cái chỗ bán cơm sườn đó, rồi ngày nào cũng mua cơm cho em ăn cơm xong rồi ăn cơm sườn xong rồi đi đó. Dạ, ăn cơm xong rồi đi. Nhưng mà mỗi lần mà anh chở đi như vậy á, đến trường á mà các bạn bè gặp á, dạ đó, thì em có một cái nó rất là mắc cười. Tại vì hồi xưa là có người yêu như em trong cái giai đoạn đó là rất là sớm và rất là kỳ cục, do là bạn của em mà học ở trường chuyên thì mấy bạn khờ lắm, mấy bạn ngây thơ lắm, mà mấy bạn thấy em giống như có người yêu, giống như là em có chồng tới nơi vậy á, nó kỳ lắm. Sinh vật lạ. Dạ đúng rồi, sinh vật lạ. Là giấu hả? Dạ thì em cũng không có nói, nhưng mà em cũng mấy bạn cũng biết. Thì có một cái câu hỏi của bạn em mà em không biết nên vui hay nên buồn, đó là bạn em vô tình thấy anh Khải nè chở em đi về thì mới đi ngang qua. Thì hôm sau bạn nói ê hôm qua tao thấy ba mày chở mày về á, công nhận ba mày đẹp trai ghê luôn. Ê hôm qua tao thấy ba mày chở mày về á, công nhận ba mày đẹp trai ghê luôn. Tin quá vậy? Dạ. Em không biết. Rồi bạn ứng sao? Thì em lơ luôn. Xịt keo. Không phải, tại vì lúc đó là Khải hơn 9 tuổi lận. Dạ, hơn 9 tuổi. Gần một thập kỷ đó. Ồ, chứ không có giỡn đâu. Anh hồi xưa nhìn còn già hơn bây giờ nữa chị. Như vậy là lúc đó là khi mà Khải làm là Khải làm liền về cái thẩm mỹ chưa, hay là Khải là bác sĩ? Dạ, lúc đó vẫn còn là bác sĩ. Dạ, đang bác sĩ khám bệnh. Dạ, chưa có học chuyên khoa. Chưa qua thẩm mỹ đúng không? Dạ, chưa. Bao lâu thì mới là qua chuyển qua cái sau 3 năm á, lúc mà cổ bắt đầu chuẩn bị mà thi đại học á thì em đi Mỹ thời gian. Rồi sau em về em làm bác sĩ thẩm mỹ. Dạ. Rồi mỗi lần mà chồng làm về những cái ví dụ như là làm, tại vì thường thẩm mỹ là mấy cô đi làm đẹp thôi đúng không? Dạ. Rồi ghen không? Em thì chứ. Em thì cái giai đoạn mà khó khăn nhất của hai đứa em á, em nghĩ là cái giai đoạn mà ảnh bắt đầu ảnh đi làm, xong rồi em bắt đầu em đi học đại học. Thì từ cấp 3 lên đại học á là cái môi trường nó hoàn toàn khác luôn.
như là đang dính nhau như Sam vậy á, rồi chở đi chở về liên tục. Rồi tự nhiên bắt đầu đi làm là bắt đầu thay đổi chị, thì nó sẽ có những cái mối quan hệ khác ở đồng nghiệp này, thấy đồng nghiệp hấp dẫn lắm rồi đi ăn đi chơi đi nhậu đi liên hoan suốt. Ở trong khoa của ảnh á, là khoa ở trong bệnh viện á, thì sẽ có nhiều cô điều dưỡng y tá rồi này kia, thì em cũng họ nổi tiếng là cũng thuộc dạng ghen á. Thì có một hôm em vào em xách cơm vào cho, nhưng mà em gọi điện thoại hoài không bắt máy, trắng tin hoài không trả lời luôn. Em xách hộp cơm lên tới tận khoa luôn thì em thấy là đang ngồi cắm bông cắm hoa với cái cô nào á, chứ không phải là đang làm việc. Xong em thả bịch cơm xuống ngay cái giữa cái khoa đó rồi em bỏ về luôn. Thì thành ra mặt đó. Dạ giống như dằn mặt vậy á, chứ bây giờ em tức quá mà. Sau đó bị dằn một cái gầu mên xuống, xong lúc đó là em có linh cảm là chuyện nó sắp tới rồi không? Dạ cái đó gặp hoài nhá. Anh không thèm mà chạy, nếu mà mình nghĩ mình bỏ xuống đúng không, thì giống như trong phim là phải chạy theo rồi nắm tay lại hay là rồi em ơi anh không phải vậy đâu. Không. Ảnh ngồi trong đó rồi em đi về, rồi em về luôn. Không hề nhắn tin, không hề gọi điện lại, cũng không ấy luôn. Dạ em thấy cái chuyện quen mình luôn. Dạ không, cái chuyện này em thấy cũng bình thường, thì mình nghĩ là không có gì hết. Coi như tụi em yêu nhau là mấy năm thì lấy ta? Yêu nhau 7 năm. Wow. Từ 2010 tới 2016. 16, cuối 2016. Dạ. Cưới nhau tới giờ rồi. Cô này có, dạ, xong rồi học năm 3 là cưới á. Là được mấy năm rồi? Cưới, dạ, cưới nhau từ 2016 đến 2023. Đó là 77 là 14 năm. Dạ. Và từ yêu cho đến... từ yêu nhau cho đến bây giờ là 14 năm. Bây giờ mình tới cái phần kia luôn đi. Cái phần đúng rồi, 14 năm với nhau. Em đúng nghĩ không? Là chắc không có tật xấu gì đâu chị ơi. Với lại là bác sĩ nữa làm sao có tật xấu. Thì phải hỏi người ta mới biết. Đây nè, bây giờ để hỏi Khải trước. Nãy giờ bác Khải là hơi bị kiệm lời. Là em kể luôn cái tật xấu của vợ em đi. Có cái tật gì mà em cảm thấy em chưa hài lòng nè? Thứ nhất là hay quên. Đã đi trễ, đưa con đi học trễ rồi. Em hỏi là cái thẻ để, tại vì vô trường nó phải có cái thẻ phụ huynh mới đi vô được, đưa được. Hỏi là em ơi cái thẻ này ở dưới xe phải không? Em nói có, dạ có. Nhưng mà khi mà xuống xe xong đi á, gần nửa đường hỏi thì nói là ủa thẻ đâu em? Cái nói em kiếm lại thử coi, để trên nhà không có đưa cho em. Nên là tại cái chuyện đó mình bức xúc lắm, mình tức. Mà hỏi cổ nói thì cổ lại trả lời, dạ nói là thì quên thì vô trường mà mượn đi chứ có gì đâu. Quên còn ngang ngược nữa. Dạ đúng không? Còn có tật gì nữa không? Gì nữa nè? Nói chung là cổ lúc nào cũng ráng phải làm quá sức mình, nên là cũng muốn là cổ bớt lại. Dạ vợ em bớt lại một chút, vì làm quá sức đôi khi mình vượt quá sức của mình thì nó có nghĩa là làm quá sức không biết quý trọng sức khỏe đúng không? Dạ. Bây giờ còn ghen không? Bây giờ thì em chỉ có sáng tới bệnh viện xong chiều về thì mọi cái camera ở bệnh viện đều mắt sống đều đi một cái là báo vô tin tin. Có nghĩa là kiểm soát em từ bệnh viện cho tới với tới nhà luôn đúng không? Dạ. Không phải làm cái gì hoặc là có bệnh nhân nào vào xin nắm tay chụp hình với bác sĩ là tụi nó nhắn cho em liền. 30 giây sau là thấy nhắn lại nữa. Nắm tay rồi ha. Có nhà em ơi, bước ra khỏi nhà là định vị rồi. Điện thoại là bị định vị rồi. Vô tới bệnh viện là camera. Camera treo và camera thả đi bệnh viện luôn. Khắp bệnh viện. Em nói luôn đi, giờ em muốn thay, muốn bạn vợ thay đổi cái gì? Dạ thì nói chung để cho hoàn thiện hơn. Nói chung những cái, trong những cái mà thật xấu mà mình nghĩ thì hay quên thì cũng không có phải là vấn đề lớn. Nhưng mà cái chuyện nổi nóng với con thì đôi khi không có giữ được bình tĩnh á. Hay là đôi khi những cái lời nói nặng với con lại, đúng không? Thấy con nó buồn. Mà hỏi lại con có buồn không, nó không, con thương mẹ lắm. Nhưng mà mình cũng đã là đôi khi lời nói mà nói ra thì không có rút lại được, nên là đôi khi phải kiềm chế bớt, kiềm chế và kiểm soát lời nói với đúng con rồi. Thì với con mình nó buồn rồi tới bé mẹ ba con đó. Nghe nói là anh chị đã biết là anh rất là thương con rồi đúng không? Chồng em á thì được một cái là từ lúc quen tới giờ em cảm thấy là em không có một cái phàn nàn gì với ảnh hết. Mà lúc nào ảnh cũng tự tin là ảnh là cái người mà hiểu em nhất và ảnh là cái người phù hợp với em nhất. Kiểu như nhiều lúc cãi nhau á, ảnh bảo là em đi kiếm không có cái thằng nào mà nó chịu đựng nổi em như anh đâu. Chỉ có cái là thương con hơn thương em. Mà em luôn nói á, là anh ơi cái người mà sau này về già ở với anh là em chứ không phải là mấy đứa con của anh đâu. Mà anh thương nó quá, vì nhiều khi hai vợ chồng á nha, em đã mang thai nè, rồi em đã sinh con nè, cũng không được nằm chồng với chồng nhiều, không được gần gũi nhiều. Mà ảnh nằm với em được một chút á là bỏ chạy qua bên phòng hai ba đứa nó ngủ với ba đứa nó. Rồi em tự nhiên nó giật mình mở mắt ra nhìn không thấy đâu hết, mà đêm nào cũng vậy hết trơn á, nằm với vợ một xíu, bỏ vợ ngủ một mình luôn. Mong muốn luôn, là mong muốn của em á là anh sẽ phải thương em nhiều và phải thể hiện tình cảm với vợ nhiều, tại vì
tình cảm là nó phải mỗi ngày đúng không chị? Chứ đúng đâu rồi. Phải là cứ cưới nhau về rồi là xem như là của nhau đâu. Nếu như mà tình cảm mà nó bớt đi thì nó cũng sẽ ảnh hưởng nhiều thứ. Thì ảnh thương con quá, không quan tâm gì tới em hết. Nên là đôi lúc em cũng ghen với mấy đứa con em. Bây giờ rồi. Em không ghen với người ngoài được nữa. Bây giờ nói thẳng luôn em là ghen muốn... với mấy đứa con em. Tức là mong muốn là đừng có bỏ em ngủ một mình nữa. Dạ. Đúng không? À, phải quan tâm em nhiều hơn. Với phụ nữ thì cần phải được gọi là yêu thương, chăm sóc, cái sự quan tâm mà tinh thần. Em không cần cái gì hết. Đó. Dạ. Câu đó là câu trả lời lý do tại sao mà hay cáu gắt nổi điên với mấy đứa con đó. Dạ. Ghen đó em. Ghen đó. Ghen với con luôn á. Quá chính xác đó, luôn đó. Đúng không em? Quá chính xác đó. Chị lưu ý chút xíu về cái bạn vợ nói á. Nói đúng em. Dạ. Tại vì tụi nó còn nhỏ, mấy đứa nhỏ nó còn nhỏ. Dạ. Thành ra là cái nhu cầu mà mình được bảo vệ á, nó còn nhiều quá trong người mình á. Cho nên là mình lúc nào mình cũng muốn là mình ấp ủ, mình bảo vệ cho con á. Dạ. Nhưng mà khi mà đúng rồi, em lớn lên chút xíu, em bằng chị đi. Thì lúc đó là lời của bạn vợ em nói hoàn toàn chính xác. Khi mà con em bắt đầu có bạn á, bạn trai hoặc bạn gái, lúc đó là lúc nào nó muốn phòng riêng nè, nó muốn mọi thứ đừng có can thiệp gì vô chuyện của nó hết trơn á. Nó rất là nhanh thôi, nó giống như 180 độ vậy đó. Và tiếp tục như vậy thì lúc đó mình sẽ cảm thấy rằng ô đúng, cái người mà sẽ đồng hành với mình cho đến lúc mà mình nhắm mắt xuôi tay là chỉ có vợ hoặc chồng của mình thôi. Dạ. Thì anh có hứa với em là sau đó là khoảng tầm một thời gian sẽ em chuyển lên gần Seoul á, thì là hai đứa sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Tại vì trước đó là em cũng ở khá xa, khoảng 3 tiếng đi xe hơi là sau đó sẽ gặp nhau. Nhưng mà anh không có giữ lời. Hả? Gặp nhau mới có cách chia tay nhau mới có 2 ngày thôi, thì là anh cứ xuống nhà em liên tục hoài luôn. Từ đó qua nhà em có gần không? Dạ không ạ, mình lái xe 3 tiếng. Trời, 3 tiếng xe hơi 3 tiếng. Mà ngày nào cũng xuống. Có, nếu mà bận quá thì là 2 ngày xuống một lần. Mà xuống xong ở miết ở dưới. Mà ngày nào cũng ngồi tới gà gáy vậy đó. Ba mẹ gọi mới chịu gì. Tôi bữa hai đứa đang nằm ôm nhau coi phim. Cái em thấy anh diễn viên kia đẹp trai quá. Cái lại em nói, chồng em đó nha. Cái ổng xô em ra. Chồng em phải chạy tới nó mà ôm đi. Chồng em phải chạy tới nó mà ôm đi. Xong rồi hỏi em là em có bao nhiêu chồng rồi. Eteric dòng trẻ hóa và tăng sinh tế bào, giải quyết 3 vấn đề cho da lão hóa. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại cặp vợ chồng của bác sĩ Khải. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng chào đón cặp vợ chồng số 2. Ủa, chào. Chào cưng. Chào. Em ngồi bên đó đó, nữ ngồi bên đó đó. Em ngồi bên này. Chào em. Xin chào. Chà, nghe cái chữ cháu là biết rồi. Em... người à? Dạ, chồng em là người Hàn Quốc ạ. Ồ. Em nói được tiếng Việt không? 한국말을 할 수 있는지. 아, 인사밖에 못 합니다. 아, anh nói là anh chỉ có thể chào hỏi đơn giản được thôi ạ. Ồ, vậy hả? Dạ. 안녕하세요. 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 Dạ. Chắc mời em giới thiệu về mình trước đi. Dạ. Xin chào chị Hồng Vân, em xin chào anh Quốc Thuận. Em tên là Nguyễn Thị Lân Trinh, năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Quảng Ngãi và hiện tại thì em đang sinh sống và làm nhân viên văn phòng ở Hàn Quốc ạ. Xin chào, tôi tên là Shim Tae-hyun, tôi đến từ Hàn Quốc, 33살이고, 아, 33살입니다. 만나서 반갑습니다. Dạ. hiểu là anh tên thôi, và anh đến Hàn Quốc thôi, còn vàng sao chưa hiểu. Dạ, anh Shim Tae-hyun năm nay 33 tuổi, đến từ Hàn Quốc và hiện tại cũng đang cùng làm chung một công ty nhân viên văn phòng luôn ạ. À, và công việc của anh là gì? Dạ, anh làm quản lý trên bộ phận chất lượng của binh xe ô tô, mà xe ô tô điện đó chị, chị Hồng Vân. Dạ, tại vì là công ty của em là chuyên về xe ô tô điện. Thì anh là làm về quản lý, nghĩa là ví dụ như một sản phẩm mà đã chuẩn bị ra thị trường thì anh sẽ check thử là cái sản phẩm đó đã đủ tiêu chuẩn chưa. Nếu mà được rồi thì mới xuất ra thị trường ạ. Vậy là em là trong bộ phận văn phòng hay là... Dạ, em làm văn phòng, làm về quản lý cái em quản lý trong cái nguyên vật liệu để mà cái linh kiện mà để lắp ở trong cái binh đó. Dạ, là cấp dưới của anh này. Dạ, ủa nhưng mà hai vợ chồng là về đây tham gia nhìn vợ chồng son là từ khi nào? Dạ, hai vợ chồng em là về từ tối khuya ngày thứ năm, nghĩa là rất là yêu thích chương trình. Và nghe nói là chương trình là phải kết hôn được khoảng tầm 6 tháng thì mới được đăng ký. Cho nên là từ lúc làm đăng ký kết hôn xong là em làm đủ tiêu chuẩn là em làm cái đơn xin phép được tham gia chương trình. Xong là nhận được sự đồng ý thì là hai vợ chồng sắp xếp để bay về đây quay chương trình. Bay về đây luôn á? Dạ, bay về đây quay chương trình. Shim Tae-hyun, thích bạn này lúc nào? Dạ. Em hỏi đi. À, 오빠가 저 언제부터 약간 우리 언제부터 오빠 나를 좋아하는지 답장하시면 돼요. 그러니까 처음에 이제 남산에서 만났었는데 이제 처음에 만났을 때는 되게 여동생 같고 밝은 모습이 되게 귀여웠는데 두 번 세 번 만나면서 마음이 너무 착하고 상냥한 거를 제가 느끼게 돼서 제가 좋아하게 됐습니다.
Dạ anh nói là lúc đầu gặp em mà sau khi mà đã quyết định gặp nhau rồi đó, thì gặp ở tháp Nam San thì anh thấy là em rất là nhỏ nhắn, anh thấy em giống như một người em gái vậy đó. Thì gặp hiền lành, thấy hiền lành, gặp vài lần nữa thì thấy dễ thương quá, cho nên là bắt đầu lúc đó là bắt đầu thích em. Nhưng mà trước đó là các em quen nhau là như thế nào? Cơ duyên nào mà gặp nhau? Dạ hai đứa em gặp nhau là qua một ứng dụng tìm bạn của Hàn Quốc ạ. Lúc đó thì là em vừa qua Hàn Quốc đi du học được hơn một năm, em học thạc sĩ. Còn anh là cũng vừa trở về từ Nhật Bản, anh du học ở bên Nhật Bản về. Thì là trong khoảng thời gian đó là anh ở bên đó 6 năm thì về Hàn Quốc là không có bạn và cảm thấy rất là cô đơn. Anh thì lại rất thích tiếng Việt và thích đồ ăn Việt Nam, thế cho nên là anh đã lên đó để mà tìm bạn. Còn em thì cũng muốn được học thêm tiếng Hàn với có thêm người bạn ở Hàn Quốc để mình cũng bớt cô đơn. Thế là hai đứa giữa rất là nhiều người ở trên đó thì hai đứa đã gặp nhau. Bao lâu thì mới gặp nhau trực tiếp ở ngoài? Anh làm quen với em xong nói chuyện với nhau là được khoảng tầm gần một tháng. Trong lòng mình là cũng cái được kim là kỹ cái cảm giác là anh này cũng là người tốt rồi, nhưng mình cũng chưa chắc chắn được. Sau đó là khoảng tầm gần một tháng sau nữa. Nghĩa là như vậy, lúc mà gặp nhau ở tháp Nam San á, chỉ là bạn bè nói chuyện qua lại thôi. Thì anh có hứa với em là sau đó là khoảng tầm một thời gian sẽ em chuyển lên gần Seoul á, thì là hai đứa sẽ gặp nhau thường xuyên hơn. Tại vì trước đó là em cũng ở khá xa, khoảng 3 tiếng đi xe hơi, là sau đó sẽ gặp nhau. Nhưng mà anh không có giữ lời. Gặp nhau mới có cách chia tay nhau mới có 2 ngày thôi, thì là anh cứ xuống nhà em liên tục, xuống hoài luôn. Từ đó qua nhà em có gần không? Dạ không ạ, mình lái xe 3 tiếng. Trời, 3 tiếng lái xe hơi 3 tiếng. Mà ngày nào cũng ngày nào cũng xuống, có nếu mà bận quá thì là 2 ngày xuống một lần, mà xuống xong ở miết ở dưới, mà ngày nào cũng ngồi tới gà gáy vậy đó. Ba mẹ gọi mới chịu gì. Nói chung là khi nói chuyện thì ảnh là một người rất là chân thành, thật sự rất là lịch sự luôn, cười có hai đứa đồng tiền có duyên nữa. Đâm ra là em rất là thích luôn. Nghĩa là ví dụ như đàn ông mà gặp thì tặng nhẫn hay tặng hoa tặng gì, ảnh là tặng cho em những thứ như là kem dưỡng tay nè, rồi thuốc bổ mắt bổ đồ. Em là bị bệnh hơi nhiều, thế là ảnh chăm lo đủ thứ từ những cái mà sức khỏe của mà máy đấm lưng các kiểu. Này cái đâm ra mình thấy ông này ông nhiệt tình mà hiền khô à. Đâm ra là quý. Mà em thích cái điều gì trên khuôn mặt của Trai Danh? Em thích hết, nhưng mà lúc đồng tiền là dễ thương nhất, hay mà lúc đồng tiền. Dịch đi. Oppa cười. Smile. Oppa. Bố chú kia hàm bà bố tôi đinh kế. Nè đây nè. Cứ nhau ui sợ, phiên hà kia ui sợ. Chào hắn thầy vô cổ. Trinh lai cái. Rồi bao lâu thì anh mới tỏ tình với Trinh? Dạ gặp nhau nữa là từ lúc mà gặp ở tháp Nam San cho tới sau đó là khoảng tầm một tháng hơn nữa. Thì là anh mới hẹn em đi ăn một bữa ăn rất là lãng mạn ở nhà hàng Ý. Xong rồi dắt đi uống cà phê rồi đi chơi được các kiểu mà cũng không nói là quen nhau. Nhưng mà anh này không biết anh sao, tự nhiên lúc đó là mình có đồng ý là quen ảnh đâu hay là chưa tỏ tình gì hết. Tự dưng cái đi ăn cái ảnh mới nói là Trinh ơi, sau này Trinh học thạc sĩ xong Trinh đừng có về Việt Nam được không? Anh sẽ cố gắng làm kiếm thật là nhiều tiền, một năm anh cho Trinh về Việt Nam chơi với ba mẹ 2 lần thăm ba mẹ, Trinh có đồng ý không? Mình nghĩ ủa trời đất ơi, có quen nhau có chịu lấy nhau hay như thế nào đâu mà lúc đó là chưa tỏ tình gì, chưa tỏ tình gì hết. Xong rồi cái hỏi là Trinh ơi anh mua nhẫn Trinh có chịu đeo không? Cái là mình cũng không nói gì cả. Xong rồi lát hồi trở về nhà đi ăn xong trở về nhà, anh có hỏi em là Trinh ơi em có đồng ý làm bạn gái anh không? Thì em không trả lời, nhưng mà anh cũng nghĩ chắc là mình cũng đồng ý, nhìn cái cách của mình đó, thế là hai đứa hôn nhau là đồng ý là quen nhau. Nhưng mà gia đình của em á, em có giới thiệu ảnh rồi gia đình em có ủng hộ không? Lúc đầu thì em có nói với ba má, nói sơ qua là con có quen với một anh người Hàn Quốc đó. Thì ba má nói trời ơi đi qua đó xa xôi con ơi, đi về đi rồi cưới người Việt Nam cho gần cho ba má đỡ lo, chứ bây giờ quen bên đó thì biết người ta là ai, người ta có lừa lọc gì mình không. Đúng. Rồi khổ này kia, cha mẹ cũng vừa sợ nhiều khi em lấy chồng Hàn Quốc vậy đó. Dạ đúng rồi, thực tế là phải nói như vậy, bởi vì có rất là nhiều cái tin tức cho nên là ba má em cũng sợ. Nhưng mà em thì lại có thói quen là điện thoại cho ba má mỗi ngày, mà gặp anh này thì là mỗi lần em điện là cứ chồm vô má khỏe không này kia cái kiểu rất là dễ thương. Gặp má em mà cứ hỏi má ăn cơm trưa này kia, rồi má em thấy dần dần thì thấy cũng anh này cũng ok dễ thương. Nhưng mà có một cái đợt đó năm 2020 thì Covid bùng rất là mạnh ở Hàn Quốc, phải nói là đó thì là ảnh cũng em đi làm thêm đó thì ảnh cũng sợ, nhưng mà ba má thì rất là lo muốn là em về Việt Nam. Nhưng mà ảnh có điện thoại nói với má em là má đừng có lo, thì nếu mà có chuyện gì thì con sẽ đón Trinh lên trên nhà ở với lại gia đình con, thì là có ba mẹ con chăm sóc nên là không lo gì cả. Và cũng từ đó là ba má cảm thấy tin tưởng và thích anh luôn. Sau đó là khoảng tầm tháng 10 thì hai đứa về ở chung, tại vì là lúc đó thì em đi học mà bận á, nên là em nghĩ làm thêm về ở chung với ba mẹ luôn. Xong đó khoảng tầm 6 tháng sau thì mới đăng ký kết hôn xong. Rồi về ở chung thì nói chung là có khi nào mà hai vợ chồng không hiểu nhau? Dạ. Rồi, cãi nhau không? Ảnh thì có một cái tật là rất là tiết kiệm, mà ảnh nói với em ảnh cũng hơi cố chấp nữa. Ảnh ở bên Nhật thì là hay bị stress về học tập rồi đi làm nữa, nên là ảnh hay rụng tóc. Thì ảnh có mua một loại thuốc ảnh mua về ảnh uống, mà ảnh chưa khui, ảnh mua nhiều lắm. Thế là ảnh mới lấy ra ảnh nói với em là bây giờ ảnh uống, thì em cũng nghĩ là nó còn đát để ảnh uống thôi. Xong rồi tự dưng một thời gian em vào em kiểm tra thì em thấy là nó
quá đắt rồi. Quá đắt rồi mà quá đắt một thời gian ngắn thôi. Thì em mới nói, ủa anh ơi, sao giờ này cái này nó quá đắt mà anh vẫn uống? Thì anh nói, không mà nó có sao đâu, anh đã khui đâu, nó là đồ mới mà, nó trong hộp mới mà. Xong rồi em mới lấy em vứt, thì anh mới giận em tại nó mắc tiền. Với anh nói là em vứt như vậy là đồ của anh thì em không tôn trọng anh, em phải để anh quyết định á. Cái em mới giải thích là anh làm như vậy là không được, ảnh hưởng tới sức khỏe này kia. Rồi anh mới thấy em khóc rồi anh xin lỗi anh dỗ. Rồi cái lần đó là cãi vã lớn nhất hả? Dạ, mà cũng một xíu là xong, chứ cũng không lớn lắm. Sẵn em nói luôn cái tật xấu của bạn đi. Tật xấu của ảnh em sẽ xin cô, em sẽ báo cáo hết ngày hôm nay. Ảnh là có tật xấu là ảnh rất là thích cắn móng tay và xé móng tay. Cái tay của ảnh upa xôn trong bôi từ rồi. Xé tay coi. Ảnh xé, ảnh xé cái móng tay ảnh rất là nhiều, ảnh thích như vậy đó. Và kiểu như là ảnh cứ xé cho tới lúc mà kiểu mà mình ngăn cản ảnh là ảnh không có, kiểu như là lúc đó là cơn xé, cơn muốn xé nó đang tới mà mình giành giật là anh không chịu, phải xé cho đứt cái chỗ đó ra xong anh mới chịu. Vậy là những người đó là biểu hiện của những người bị stress á. Có một cái tật nữa là anh rất là sạch sẽ, anh sạch một cách khủng khiếp luôn. Anh đi làm về hả là anh chưa thay đồ chưa gì hết, mà trong khi trên xe là anh nói với em là sau khi về là anh sẽ phải tắm rửa nghỉ ngơi liền, anh quá mệt rồi. Thế là bắt đầu đi tới nhà chưa kịp cởi giỏ sách ra nữa là bắt đầu thấy lấy cái máy hút bụi hút rồi lấy cái đồ lăn bụi đó lăn tóc lăn đồ, xong càm ràm Trinh ơi tại sao mà tóc em lại rụng như vậy, em có thể nào làm cho nó bớt rụng được không. Rồi anh nói nhiều cái rất là mắc cười, rất là sạch sẽ, anh rất là sạch sẽ luôn. Xong rồi là tắm thì một ngày tắm 2-3 lần. Đêm á, ví dụ như anh hay đổ mồ hôi thì đêm mà dụ 2 giờ sáng, 3 giờ sáng mà anh đổ mồ hôi là anh vẫn đi tắm. Xong anh vô anh nằm máy lạnh. Nguy hiểm quá. Anh bật máy quạt này kia các kiểu, nói chung là anh rất là sợ nóng. Rồi sao còn tật gì nữa nè? Tật xấu nữa là anh... Có ghen không? Anh hơi ghen. Ví dụ như em là rất thích diễn viên Hàn Quốc, coi mà thấy anh là đẹp trai là trời, chồng em, chồng thăm Penita. Cứ nói là chồng em. Xong bữa hai đứa đang nằm ôm nhau coi phim, cái em thấy anh diễn viên kia đẹp trai quá, cái lại em nói chồng em nói nha, cái ổng xô em ra, chồng em phải chạy tới nó mà ôm đi. Xong rồi hỏi em là em có bao nhiêu chồng rồi. Nhưng mà em có mong ảnh thay đổi cái điều gì không? Chị thấy là cũng một số tật thì cũng đáng yêu. Chứ dạ, nói chung ảnh rất là đáng yêu. Kiểu ảnh thay đổi thì ảnh rất là suy nghĩ nhiều về cho tương lai, một người rất là chăm chỉ, lúc nào làm việc là cũng muốn kiếm thật là nhiều tiền, mặc dù là tụi em không bị áp lực nhiều về kinh tế. Nhưng ảnh vẫn sợ là sau này đẻ con ra thì không có điều kiện để lo cho con tốt giống như người ta, cho nên là cứ suy nghĩ là phải làm cái này làm cái kia. Anh có thể làm thêm cái này không, làm thêm cái kia không, rồi cứ làm mà không phải là nói không mà làm. Anh có đi làm thêm nữa, làm thêm rất là nhiều để mà kiếm thêm tiền đó. Rất là đáng yêu. Còn tật xấu của em để em hỏi anh thử, anh để anh trả lời. Đúng rồi. Upa, 이번에 좋은 기회 꼭 잡아. 꼭 잡아. Dạ, anh đây lần này phải nắm lấy cơ hội này để nói xấu em. Đó, 꼭 잡아. 집에서 이제 평소에도 저한테 뽀뽀나 게임 하는 거를 자주 하는 편인데 이제 집에서 제가 뭐 일을 하거나 뭐 예를 들어서 게임을 하거나 굉장히 집중해 있을 때 꼭 그럴 때 이제 와가지고 저한테 이제 깨물거나 뽀뽀를 하면은 물론 사랑하는 집한테 그때 엄청 짜증이 나가지고 저리 가라고 이렇게 소리를 지르는데 뭐 그럴 때가 있습니다. 같이 이제 누워서 서로 핸드폰을 보는데 이제 서로 이제 좋아하는 거를 각자 이렇게 보다가 꼭 자기가 보는 게 이제 끝나면은 이제 저한테 와서 아, 오빠 왜 나한테 관심이 없냐고 이렇게 그럴 때 얘기할 때 가끔씩 짜증이 납니다. 이제 되게 평소에 걱정이 되게 많아서 나가기 전에 이제 가스나 뭐 전기 이런 거를 꺼져 있는지 이제 다 일일이 사진을 찍고 저한테 와서 이거 보라고 이제 꺼져 있는 거 맞냐고 저한테 꼭 확인을 해서 매번 그러니까 좀 심하지 않나 그렇게 생각할 때가 있어요. Lo lắng và cẩn thận một cách thái quá. Dạ đúng rồi, nhiều khi mà không biết sao để chữa được. Cứ sợ là mình chưa. Rồi còn gì nữa không? Rồi hỏi anh đi, bây giờ anh có muốn Trinh thay đổi cái gì để cho Trinh hoàn thiện hơn không? Dạ, 오빠가 아 제가 어떻게 표현하면 좋겠는지. 아 근데 또 이제 신 그대로의 매력이 있기 때문에 변하지 말고 지금처럼 그대로 똑같았으면 좋겠습니다. Anh nói là Trinh như vậy nhưng mà rất là đáng yêu và có sức hấp dẫn, cho nên là cứ như vậy là được, không cần phải thay đổi. Không cần phải thay đổi. No change. Ok. Dạ. Yeah. Bây giờ anh có muốn Trinh có em bé không? Hỏi đi. 오빠, 우리 오빠 지금 내가 아기 낳은 거 좋지? 오빠 아기 낳은 거 좋아하세요? 많이 따뜻하세요? 좋습니다. 내년에 꼭 아기를 낳고 싶어요. Anh nói là anh rất là thích, năm sau là phải có con. Thật con ra thì... hồi nãy đó là khi mà em khui thật xấu đó. Dạ. Là khi mà anh khui thật xấu là anh biết là anh nôn con lắm rồi. Dạ. Là mong cho em đẻ để mà em hung đứa con để mà bớt khủng hoảng lại. Đúng không? Dạ. Bây giờ nè, trước khi mà anh gửi lời chúc mừng đến hai vợ chồng. Dạ. Thì em cũng là một người con xa xứ. Dạ. Lấy chồng xa quê nhà. Dạ. Nói chứ cha mẹ ở Việt Nam vẫn
nói vậy thôi chứ vẫn còn những canh cánh, những cái nỗi lo. Dạ. Và ngày hôm nay em đến với chương trình Vợ Chồng Son. Dạ. Thì em có điều gì muốn nói với ba mẹ mình hay không? Cũng như là nói với ba mẹ chồng mình hay không? Về cái cuộc sống hôn nhân của mình cho tới bây giờ. Nói cho ba mẹ yên tâm đó mà. Đây. Đây. Con thì cảm ơn ba má đã luôn tin tưởng những quyết định trong cuộc sống của con và đồng ý cho con đi du học ở Hàn Quốc và kết hôn với người đàn ông mà con muốn. Con biết là ba má còn rất là nhiều lo lắng về con, nhưng mà con sẽ sống hạnh phúc và là người tốt, báo hiếu cho ba má chồng. Ba má, cảm ơn ba má đã tin tưởng con, là em muốn gửi lời tới ba má của em. Còn tới ba má chồng là chồng khi không nghe được. 어, 저 이렇게 머리가 주고 한국에 와서 오빠도 만날 수 있고 부모님도 만날 수 있으니까 얼마나 행복한지 모릅니다. 이렇게 우리 항상 믿고 뭐 응원해 주시고 도와주셔서 너무 감사하시고요. 뭐 우리 영원히 서로 더욱 사랑하시고 뭐 행복하게 살겠습니다. 약속합니다. 아, 아버지 어머니, 제가 이제 저도 해외 생활을 오래 했기 때문에, 저도 6년이나 해외 생활을 했기 때문에 이제 자기 친부모와 오래 떨어져 있는 게 얼마나 힘든 일인지 잘 알고 있는데, 그 마음을 알고 있는 만큼 더 잘 보살피고 더 사랑하면서 자주 찾아뵙고 그렇게 살도록 하겠습니다. 감사합니다. đáng yêu quá, so sweet. Thôi anh chúc cho hai vợ chồng Trinh với Kim Thayon nha. Trong năm nay bác sĩ Hàn Quốc báo tin vui. Và qua năm sau sẽ có một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của hai em. Dạ, em cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt đến từ chương trình như sau. Trước tiên đó chính là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt thiết kế kính âm độc đáo giúp an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào thân mũ khi cần. M139 an toàn, thời trang và tiện lợi. Và món quà thứ hai đó chính là một voucher trị giá 2 triệu đồng sử dụng tại nhà hàng Bisman Sky với mô hình restaurant và lounge. Không gian sang trọng trên tầng thượng tòa nhà cao tầng tọa lạc tại quận Nhất, ngắm trọn Sài Gòn. Các món ăn từ bếp trưởng Hồng Kông cùng với ban nhạc Sky Cha chuyên nghiệp tạo nên không gian vô cùng đẳng cấp. Và món quà thứ ba đó chính là yến kiều với hàm lượng tổ yến lên đến 30% từ sợi yến biển nguyên chất từ Khánh Hòa, không chất bảo quản, chất tạo màu, chất tạo mùi, sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn ISO. Yến kiều, món quà ý nghĩa gửi trao bình an, sức khỏe và sự yêu thương của bạn dành cho bản thân và những người mình thương yêu. Và món quà thứ tư, món quà rất chất lượng, rất nhỏ bé nhưng e cũng muốn giành lấy nó, đó là một miếng cước chùi nồi. Rồi bây giờ thì mình sẽ sang cái phần kiểm tra hiểu ý để rồi mình bốc thăm nha. Các bạn nghe kỹ câu hỏi, hai bạn đau lưng lại nhau đi. Đau lưng lại nè. Đau lưng lại. Đúng rồi, nghe nha. Cuối tuần hai vợ chồng thích làm gì cùng nhau nhất? Đó. Hai vợ chồng của bác sĩ xong chưa? Dạ rồi. Rồi. Hai vợ chồng bác sĩ Khải thích làm gì? Du lịch ở với con, ở nhà với con, du lịch cà ná, cả nhà. Cả nhà, để cà ná đâu ra vậy sao? Mời hai vợ chồng Trinh và Sim Thayon. Dạ đây ạ. Quay ra. Mở ra. Em dịch đi em dịch này đi. Anh nói là tôi drama là coi phim ạ. Coi phim. Ở nhà nấu ăn và nghỉ ngơi cùng nhau. Hai vợ chồng không đúng rồi. Như vậy thì với kết quả trên thì vợ chồng bác sĩ Khải sẽ được ưu ái chọn cho mình một cái màu sắc mà mình ưa thích. Màu vàng, màu anh thích. Màu vàng đứng đó, đứng đó. Hết sức bình tĩnh là hết sức bình tĩnh là đó. Biết sao chồng thích màu vàng không? Tại vì ý nói chồng mình có bàn tay vàng. Em với chồng Trinh, chồng màu gì? Màu xanh. Rồi tôi màu hồng. Trời ơi, giành liền vậy luôn á hả em? Em thích màu hồng. Trời, hôm nay chị mặc này mà em không nhường được cho chị luôn. Thôi nhường cho chị đó, em qua màu đỏ. Lâu vậy lắm đi. Rồi đó, em mới nhường đó nghe. Đây. Thuận với chị Vân sẽ mở trước. Hai cặp vợ chồng khoan mở nghe. Rồi, mời chị Vân. 2, 3. Wow, chị ơi, Yến, cặp nón. Yến Kiều. Yến Kiều. Yến Kiều. Wow, chúc mừng chị Vân. Dạo này chị xanh xao quá. Da đã đẹp. Chị cần đẹp phải ăn yến nhiều vô. Mời hai cặp vợ chồng chuẩn bị mở nào. 1, 2, 3. Wow. Trời ơi.
Trời ơi, vậy là có bầu nha. Năm nay có bầu nha. Hai vợ chồng sẽ hy vọng là sẽ có tin vui nghe, sẽ có tin vui cộng thêm cái lời chúc của anh hồi nãy nữa. Cho nên anh hy vọng rằng là sẽ có em bé xuất hiện nha trong năm sau. Hay quá. Ơi, chúc mừng hai vợ chồng bác sĩ Khải. Thôi nói chung là lâu lắm rồi hai vợ chồng không có đi ăn tối một cái bữa tối lãng mạn, đúng không? Thì đây chính là cơ hội để cho hai vợ chồng trải nghiệm và quay ngược thời gian lại để mà dành cho nhau những sự lãng mạn tuyệt vời nhất nha. Quá. Rồi, chúc mừng hai vợ chồng bác sĩ Khải đã nhận được một voucher trị giá 2 triệu đồng tại nhà hàng Bismarck Sky. Kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng phát sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình xin cảm ơn hai cặp vợ chồng đã đồng hành cùng với chương trình chúng tôi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào lúc 22 giờ tối Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son.